Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh còn 100.000 F0. Nới lỏng sau 15 tháng 9 là không thể. Phẫn nộ, người dân đăng ký tiêm vaccine, hotline toàn thuê bao. Chuyển khẩn cấp 20.000 túi thuốc điều trị, F0 cần tự chủ động điều trị tại nhà. Sau khi khỏi Covid-19, dễ mắc bệnh thần kinh, bệnh phổi nặng. Thưa quý vị khán giả, thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận hơn 100.000 F0 cần quản lý điều trị. Sau 2 tuần nữa, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế ngăn chặn được nguồn lây lan. Chỉ khi đó mới có thể dần nới lỏng giãn cách xã hội. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng như vậy trước nhiều thông tin, bày tỏ mong muốn sớm nới lỏng giãn cách xã hội. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, thành phố Hồ Chí Minh xin thêm 2 tuần để kéo giảm số F0 đang cần điều trị và những người vừa tiêm vaccine kịp tạo kháng thể. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh chưa thể vào trạng thái bình thường mới sau ngày 15 tháng 9. Mà theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, để tiến đến trạng thái bình thường mới trong bối cảnh dịch vẫn tồn tại, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị những chiến lược cụ thể để đạt mục tiêu kép khi từng bước mở lại các hoạt động. Chiến lược của thành phố sẽ bao gồm các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, huy động nguồn lực an ninh quốc phòng, dân vận, hệ thống chính trị. Hiện quận 7 và huyện Củ Chi và Cần Giờ cùng một số nơi đã tiệm cận với tiêu chí của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thành phố chưa tìm được sự ổn định về dịch tễ tại các địa phương ấy nên cần thêm thời gian. Đến khi sự ổn định được hình thành, chúng ta mới tự tin bước vào giai đoạn mới. Và cũng nói thêm về lý do thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 2 tuần để kiểm soát Covid-19. Lãnh đạo Thành ủy thành phố cho rằng đây là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh. Theo đó thì thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận hơn 100.000 F0 cần quản lý điều trị. Sau 2 tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa với việc thành phố hạn chế ngăn chặn được nguồn lây lan. Ngoài ra, thành phố đang có tốc độ tỷ lệ người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19 ở mức cao. Sau 2 tuần, kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ. Và với 2 lý do vừa phân tích trên, cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình, tăng cường, nâng cao chất lượng điều trị, chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ. Ông Nên chia sẻ như vậy. Và về định hướng giãn cách xã hội thời gian tới thì người đứng đầu đảng bộ thành phố cho biết, tùy vào hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều khả năng số khu vực giãn cách theo chỉ thị số 16 sẽ thu hẹp dần lại. Ở những nơi kiểm soát được dịch, những khu vực giãn cách theo chỉ thị số 15 hoặc là chỉ thị số 19 sẽ được mở rộng thêm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Phẫn nộ, người dân đăng ký tiêm vaccine, hotline toàn báo thuê bao. Thưa quý vị khán giả, thành phố Vinh phát văn bản hỏa tốc gửi các doanh nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19. Nhưng nhiều người dân gọi điện thoại liên hệ đăng ký thì đều không được. Truyền thông liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc không liên lạc được với đường dây nóng của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh để đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19. Trước đó thì tối 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh phát đi công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan ban ngành, đoàn thể doanh nghiệp trên địa bàn về việc đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó yêu cầu gửi danh sách theo mẫu chậm nhất về Ủy ban Nhân dân thành phố trước 14 giờ chiều ngày 12 tháng 9. Kèm theo công văn này là 2 số điện thoại di động để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động liên hệ được cung cấp mẫu biểu đăng ký danh sách. Dù đang ngày nghỉ cuối tuần, song khi nhận được thông báo này, các cơ quan doanh nghiệp đã khẩn trương lập danh sách cán bộ, nhân viên, người lao động để được tiêm phòng Covid-19. Tuy nhiên, khi các đơn vị liên hệ 2 số điện thoại để xin cấp biểu mẫu theo quy định đều gặp tình trạng là thuê bao không liên lạc được. Đại diện một số doanh nghiệp chia sẻ rằng, sáng nay chúng tôi mới nhận được thông báo qua mạng Internet để đăng ký tiêm vaccine cho nhân viên yên tâm làm việc. Nhưng khi gọi điện thoại để xin biểu mẫu đều không được. Trong khi đó hạn chót đăng ký đến trước 14 giờ chiều hôm nay. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chuyển khẩn cấp 20.000 túi thuốc, F0 cần tự chủ động điều trị. Hàng nghìn F0 điều trị tại nhà đang chờ đợi túi thuốc từ các cơ sở y tế điều trị. Trong giai đoạn đầu, bệnh nhân khi phát hiện nhiễm Covid-19 thường rất lo lắng. Bởi vậy, việc cấp phát túi thuốc AB không chỉ hỗ trợ điều trị mà trước hết giúp trấn an các F0, giúp họ yên tâm khi ở nhà điều trị. Nhận thức rõ điều này, Quỹ Hy vọng đã trao 6.000 túi thuốc F0 đến Trung tâm Y tế quận 6 Tân Bình, Bình Thạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và 4.000 túi thuốc đến Sở Y tế Bình Dương. Mỗi túi thuốc gồm các loại thuốc có trong túi A và B theo hướng dẫn của Sở Y tế, gồm thuốc hạ sốt, vitamin, orezon, thuốc kháng đông, kháng viêm. Ngoài ra, Quỹ cũng tặng kèm 1.000 combo máy SPO2 và nhiệt kế đến 4 cơ sở này. Thông qua đó, chuyển tới các trường hợp F0 nguy cơ chuyển nặng nhưng thiếu thiết bị theo dõi sức khỏe, tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Ngay khi tiếp nhận 2.000 túi thuốc F0 gồm túi A và B, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đã phân bổ tới 20 trạm y tế tại địa phương. Theo thống kê của Trung tâm Y tế quận,
Bình Thạnh hiện đang theo dõi hơn 8.000 ca nhiễm, trong đó gần 7.000 ca F0 đang cách ly tại nhà. Riêng ngày 10 tháng 9, 756 ca nhiễm mới được phát hiện. Hiện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cấp về các quận, huyện 130.000 túi thuốc A và B, gần 84.000 F0 điều trị tại nhà nhận được. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều trung tâm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày ở một quận có thể phát sinh thêm 400 đến 700 ca nhiễm mới nên rất cần sự chung tay ủng hộ túi thuốc của các mạnh thường quân. Tại Bình Dương, việc chăm sóc sức khỏe tại nhà các F0 được Sở Y tế hướng dẫn từ ngày 23 tháng 8. Hiện toàn tỉnh có 39.094 người cách ly tập trung và 4.319 bệnh nhân F0 cách ly tại nhà. Vừa qua, Sở Y tế địa phương đã phân bổ 20.000 túi thuốc chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà và cơ sở điều trị thuộc tầng 1. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới phát hiện mỗi ngày tại Bình Dương vẫn trên 3.000, nên số thuốc gửi đến Quỹ Hy vọng và các mạnh thường quân sẽ giúp các địa phương không bị động trong việc chăm sóc cho các F0. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Sau khi mắc COVID, dễ mắc bệnh thần kinh, bệnh phổi nặng. Theo nghiên cứu, hơn 80% bệnh nhân sau khi khỏi COVID bị mệt mỏi, khó chịu, khiến cuộc sống hàng ngày gặp trở ngại. Đặc biệt có những người mắc bệnh nặng về thần kinh, phổi. Họ không thể hoàn thành công việc đơn giản nhất. Các nghiên cứu phát hiện tình trạng mệt mỏi dai dẳng xuất hiện ở ít nhất 62% bệnh nhân COVID-19 kéo dài. Các nhà khoa học cho biết, cứ 10 người từng nhiễm COVID thì một người phát triển triệu chứng mạn tính sau 12 tuần. Một số khảo sát phát hiện tới 98 triệu chứng khác nhau. Nghiên cứu quốc tế công bố vào tháng 7 năm 2021 chỉ ra hơn 200 dạng tổn thương trên 10 hệ cơ quan, bao gồm tim mạch, thần kinh, não bộ và hô hấp. Biểu hiện phổ biến nhất là mệt mỏi, sương mù não, đau cơ, nhức khớp, rối loạn giấc ngủ, đau nửa đầu, tức ngực, phát ban trên da, khứu giác, vị giác nhạy cảm và rối loạn chuyển hóa máu, một tình trạng hiếm gặp khiến nhịp tim tăng nhanh khi hoạt động. 50% bệnh nhân COVID-19 kéo dài thuộc nhóm này đã hoàn toàn hồi phục, số còn lại vẫn chịu tổn thương dai dẳng. Trong số này, chứng bệnh sương mù não là đặc biệt phổ biến. Sương mù não là thuật ngữ y học, chỉ hội chứng rối loạn chức năng tập trung và ghi nhớ, khiến cơ thể dễ bị nhầm lẫn, mất phương hướng. Giáo sư Leonard Jason thuộc Đại học DePaul của Mỹ cho biết, người mắc hội chứng này dễ gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề và thường quên hết mọi thứ. Trước đó, nhóm của giáo sư Leonard Jason đã tiến hành nghiên cứu trên 278 tình nguyện viên từng mắc COVID-19. Những người tham gia được kiểm tra sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần 2 lần, cách nhau 6 tháng, kể từ khi hồi phục. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhóm người này cho biết họ cảm thấy khả năng nhận thức kém đi nhiều so với lúc mới nhiễm COVID-19. Các triệu chứng bao gồm giao tiếp khó khăn, khó tập trung, dễ lơ đãng. Khảo sát gần đây của Tổ chức Hợp tác Nghiên cứu dựa trên bệnh nhân đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm. Trong số hơn 3.700 người mắc COVID-19 kéo dài, không nhập viện, 77% còn cảm thấy mệt mỏi sau 6 tháng, 72% vật lộn với tình trạng khó chịu và đuối sức, 55% rối loạn chức năng nhận thức và 36% bệnh nhân nữ có vấn đề về kinh nguyệt. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.